Và bạn hôm nay thì mình sẽ làm một cái nội dung video liên quan đến cụm sấy của cái dòng máy Lico các bạn nhé. Đây, mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách thay cái lu lô sấy này. Có như là cái lu lô sấy ở đây nó đang bị xước ở đây rồi này. Đấy. Khi mà chạy giấy qua, bản in của nó bị tình trạng là bị nhăn giấy. Mình sẽ thay cái lu lô này. Đây, lu lô. Đây, các bạn thấy chưa, lu lô của nó này. Bây giờ mình sẽ tháo ra bên trong. Ở bên trong này ấy thì mình sẽ tháo cái ốc ở đây ra này. Ở đây có khá nhiều con ốc, các bạn sẽ tháo con ốc ra. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo ra, đẩy về phía đằng trước con này của mình, sau đó mình tháo ra. Đây là cái lu lô. Sau đó mình sẽ nhả hai cái lò xo này ra các bạn. Ở đây là dòng 1027 các bạn nhé. Mày bận là so với mày. Vì mày xưa mày lười, mày làm mạnh ở đâu mà bận. Thế này, có làm được nữa không? Khi mà em làm đến mức có người tôi thì em mạnh được. Đằng này suốt ngày đi là kiếm thuốc chống mập, không cần trọng, ăn thật nhiều, làm thật nhiều, đâu ra thì khác cả. Thế là não nó phát triển, có hình ảnh nó đẹp. Rồi, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ ở đây có một số cái mình sẽ vệ sinh cái này đi này. Bây giờ mình sẽ thay cái lu lô này các bạn. Đây nó đang bị hỏng rất khá là nhiều. Lu lô này nó bị hỏng khá nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ phải tháo ở bên góc tay trái này này. Ở bên này mình tháo hai cái thanh sấy các bạn. Các bạn tránh cẩn thận bị gãy các bạn nhé, bị gãy là rất là nguy hiểm. Sau đó kéo nhẹ ra. Đây là hai cái thanh sấy, thanh nhiệt sấy nó sẽ nóng lên và nó sẽ làm chín mực các bạn nhé. Đấy. Nóng lên ở cái lô sấy này và giấy chạy qua thì nó sẽ làm chín mực. Ở đây mình tháo là hai cái này chốt này ra. Đây các bạn. Đây là lô sấy. À đây là thanh lô, cái này là lô sấy các bạn nhé. Đây các bạn. Rất là chân thành, rất là nhẹ. Nhưng mà cực kỳ lão. Đây các bạn thấy chưa? Đây các bạn thấy chưa? Đấy. Bây giờ ở đây là mình cái khóa các bạn nhá, mình sẽ khóa vào. Đây là mình sẽ tháo cái khóa ở bên này ra các bạn. Sau đó mình sẽ ở đây là có cái chốt bánh răng các bạn nhá. Đây là cái vòng bi. Nói nhẹ và chân thành rồi. Thứ hai là âm lượng
Đây, đây là hai cái, một cái bên tay trái này của mình là cái cũ, còn cái này cái mới các bạn. Tuyệt đối không được nói điều đều, đó là phải bác sĩ vững mạnh bảo vệ, cái đó quan trọng hơn. Bạn chỉ có đại học có cái gì thôi. Thế, chứ bây giờ tôi về sẽ có cái tôi nhớ học, phải sẽ mất mặt tên gì ạ? Bây giờ mình sẽ khóa vào. Alo, Thảo đây ạ. Thế Thảo trả lời không dễ mất. Alo, Thảo đây ạ. Ừ, em đi. Thế mẹ có đẹp mấy của bức mẹ. Đây, con. Đó. Ở đây là mình đã khóa vào rồi, bây giờ mình sẽ cho lại cái thanh nhiệt này vào ạ. Chỉ có đại học họ mới giúp các bạn được thôi. Chứ đừng có tìm tầm tiền 1 triệu trước mắt nhờ có bạn bè. Ok. Và bây giờ mình sẽ đẩy vào các bạn. Các bạn phải cực kỳ tinh tế, các bạn không làm cẩn thận ấy thì nó sẽ gặp hình tạm bị gãy là nó sẽ dở đấy. Cái này phải nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, nâng như nâng trứng, hứng như nâng hứng hoa các bạn ạ. Cái này ấy, nhiều lúc ấy, nhiều bạn không cẩn thận ấy thì cái này nó vớ ấy, nó rất là vớ. Rất là dễ vớ các bạn nhá. Ở bên trong này có một cái lò xo này. Lò xo này nó sẽ sinh nhiệt, nó nóng ở cái lò xo bên trong kia, nhưng mà các bạn đừng để nó gãy nhá. Đấy. Phải rất là nhẹ nhàng. Sau đó mình sẽ gắn vào, gắn cái phần lấy tay giấy này ở phía trên này mình sẽ gắn vào các bạn. Thanh sấy này vào đi. Không ai chơi một chiều cả. Tôi bắt các bạn phải làm. Đó là điều mình để sống. Đó là chúng ta phải. Chúng ta nên. Mà nói với thế hệ này ngay. Không ai sẽ nhìn được chấp nhận. Các bạn không thể làm. Nên thì phải có sạch. Nhưng phải biến nó thành. Bây giờ mình sẽ vặn 4 con ốc này vào ạ. Đó, như vậy thì mình đã thay được cái bộ lô sấy này các bạn. Thay được cái lô sấy các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn nhé. Hẹn gặp lại với các bạn ở những cái nội dung video tiếp theo. Bye bye các bạn, chúc các bạn thành công.